Nếu các bạn chưa biết thì đây là group Facebook và trang fanpage của mình. Hãy gia nhập Thợ Săn Run City quân Torico để cùng nhau giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin, tìm thêm chiến hữu cho mình, hóa thân thành một thợ săn, một nhà huấn luyện rồng tài ba các bạn nhé. Mang tinh thần ý chí kiên định và sự đẹp trai, xinh gái, phong cách thanh lịch thì các bạn hãy ủng hộ luôn cho kênh phụ quân Torico News và kênh TikTok của mình các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, phiêu lãng như án mây trời, dần ngắt như giấc mơ ta, và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi, dù là ngày mưa, hay nắng xanh ngời, vẫn mong cùng người bước qua. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng làm mất nhau dẫu mai về đâu. Nép sau lưng anh mọi bộn bề mỏi lo lắng nhẹ như mây bay. Siết môi em chặt hơn đi, để dấu yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hoa dịu dàng và ấm áp. Và không ngờ là có bão thiệt các bạn. Rồi, ok. Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình. Mình là Quân Torico đây. Rất vui khi là bạn chọn series Run City và chúc một ngày thật là tốt lành và để vui cho cuộc sống. Sau khi chúng ta vừa kết thúc bài hát thì có một tiếng sấm dền vang. Và sau khi tiếng sấm kết thúc thì liên tục những chú chó của chúng ta là đang có những cái pha giao tranh rất là nảy lửa, rất là Fortino, quá ghê gớm các bạn ạ. Quá ghê gớm. Ok, nhưng mà quay trở lại với chủ đề của chúng ta hôm nay thì đón hẹn lại lên. Hôm nay mình sẽ làm video để mà chúng ta review về một gọi là kênh YouTube của một bạn, và cũng như là chúng ta sẽ reaction một cái video có liên quan đến mình các bạn. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay, trời ơi, sấm sét quá trời luôn. Không lẽ nhân vật của chúng ta là mang sức mạnh gọi là nguyên tố điện các bạn? Quá ghê gớm các bạn. Đó chính là bạn Kim Cận nha các bạn. Rồi ok. Thì ở đây chúng ta sẽ nói sơ qua về kênh YouTube của gọi là người em nha các bạn. Mình sẽ xưng là người em, chính là Kim Cận Channel. Thì đối với lại bạn Kim Cận Channel chúng ta thì bạn ấy đã có 1,1000 người đăng ký. Cùng với đó là một cái lượng video cũng khá là lớn. Bạn ấy thì chủ yếu làm về hai tựa game các bạn. Một là tựa game Minecraft, giống như là trên hình đại diện mà các bạn đã nhìn thấy. Và hai, chính là tựa game Run City của chúng ta đây các bạn. Và chính là vì như vậy cho nên là chúng ta vẫn sẽ có những cái gọi là tiết mục giao lưu. Và đây sẽ là video mà mình nói chung là có thể là video đầu tiên mà mình nói về kênh của bạn Kim Cận các bạn. Mặc dù có một vài gọi là video like sương sương thì mình cũng có là nói qua. Tuy nhiên thì để có một cái video chính thức thì bây giờ mới có nha các bạn. Ok, Kim Cận Channel. Và chúng ta đến với lại video này các bạn. Chính là video kỷ niệm một ca sub Kim Cận tham đảo YouTuber cày chay VIP nhất Việt Nam, Quân Torico. Trời ơi, gọi là nghe mà không dám nhận luôn các bạn. Làm gì mà như kiểu là YouTuber cày chay VIP nhất Việt Nam được các bạn. Thôi, nói chung là trong lòng của chúng ta thì mỗi người đều có một cái hình tượng riêng. Mình thì cũng không gọi là dám nhận mình cao siêu gì, nhưng mà mình vẫn gọi là mong muốn là sẽ có những cái gọi là video hướng dẫn cho các bạn. Nói chung là đa phần là chúng ta thiên về cày chay, và cũng như là mình sẽ làm nên những cái gọi là điều kỳ diệu, những cái thành tích, những cái kỷ lục. Như vậy là được rồi. Thì mình cũng đã có coi gọi là sơ qua video rồi. Thì ở thời điểm này bạn Kim Cận chúng ta là chỉ gọi là có gọi là âm nhạc và cũng như là chèn chữ vào thôi. Cho nên là chúng ta có thể là vừa xem vừa nói cũng được. Cũng như là chúng ta có thể là mở nhạc lên tí xíu nè. Ok, mình sẽ mở âm thanh lên tí xíu nha. Rồi. Ok nha các bạn. Đây thì hiện tại là mình nghĩ là để nhạc đây chắc là các bạn cũng nghe được không? Hiện tại thì bạn Kim Cận đã sang clan của mình, chính là clan Thợ Săn Run City rồi. Ok, bây giờ chúng ta thấy gọi là màn hình rõ hơn rồi đấy các bạn, chất lượng cao nhất. Thì đây là nick Quân Torico, đúng là nick series của mình rồi các bạn. Hiện tại thì nói chung là video này cũng gọi là khá là lâu rồi.
Cho nên là thời điểm mà chúng ta gọi là có giảm 50% lượng trái cây, mình đã cho dàn rồng của chúng ta gọi là lên một bậc tầm cao mới. Còn so với hiện tại thì chúng ta đang ở cột mốc của quá khứ nha các bạn. Nên sẽ có nhiều điều là không có giống chúng ta hiện tại. Một phần là mình cũng bận quá cho nên là hiện tại mình mới phát hiện. Và mình cũng lên kế hoạch là khi mình rảnh mình sẽ reaction video này. Và đó là ngày hôm nay các bạn ạ. Rồi thì bạn Kim Cẩn ta vuốt lên vuốt xuống để mà có thể gọi là nhìn thấy những chú rồng của mình. Bắt đầu là chúng ta bấm visit các bạn. Khi bấm visit qua thì chúng ta phải chờ một cái khoảng thời gian là chúng ta sẽ gọi là load đảo nha các bạn. Thì không biết là bạn Kim Cẩn ta có skip qua cái đoạn gọi là load đảo này không. Nhưng mà xem ra thì máy của bạn Kim Cẩn cũng tương đối là ổn các bạn. Vì hòn đảo của mình cũng khá là lag đấy. Ok, mình sẽ gọi là giúp cho bạn Kim Cận một tay khi chúng ta sẽ ok, tới cái giai đoạn ta mượt hơn nha. Và đây thì chúng ta vẫn còn đang phải là chờ nè. Đấy, giờ thì chúng ta đã có một chút gì đó hình dạng rồi. Đây thì bạn ấy là gọi là giao tới cái chỗ điểm nhấn của mình, chính là chữ Toriko mà chúng ta đã lấy trong sự kiện ghép chữ nha các bạn. Gọi là trong cái sự kiện đó chúng ta xém nữa là lấy được một chút rồng gọi là 2 sao. Nhưng mà đối với mình thì mình lấy được chữ Toriko là mình còn cảm thấy là vui và ý nghĩa hơn nhiều các bạn. Dù sao thì tương lai sau này chúng ta cũng không cần thiết là những rồng 2 sao cho lắm. Chúng ta chỉ cần những rồng gọi là mạnh mẽ và có thể là tương lai nâng thêm sao thôi các bạn ạ. Ok, hiện tại thì bạn ấy đang lướt nhìn qua những cái hòn đảo của mình. Một cảm giác rất là quen thuộc các bạn. Kiểu như là mỗi ngày mà chúng ta vào hòn đảo của mình rồi mình tự mình lướt đi vậy đó. Nhưng bây giờ là dưới một cái gọi là tâm thức là tầm tham quan các bạn ạ. Đấy là cách bố trí đảo chúng ta. Một số bạn thì bảo là anh ơi, anh xếp đảo đẹp hơn đi, có nhiều gọi là YouTuber top xếp đảo đẹp lắm. Đấy thì nói chung là cái vấn đề mà xếp đảo thì chắc là chúng ta phải để sau rồi các bạn. Ok, hiện tại thì bạn Kim Cần đã đến với lại hòn đảo Cầu Vồng và qua hòn đảo băng của chúng ta. Bây giờ bạn ấy sẽ trực tiếp là đi đến những chú rồng của chúng ta hiện tại đang có. Và đây là dàn Helric của mình. Thì đầu tiên chúng ta thấy được rất là nhiều cái rồng Helric đây không? Mà chúng ta sẽ chủ yếu là những cái rồng phía sau. Ồ, hai Titanic kia các bạn. Và hai Grave Keeper, Rifle và những chú rồng Blood God của mình kìa các bạn. Cả là những chú rồng kia nữa. Wow, chú rồng này là bắt đầu là đến những chú rồng cấp 10 và những rồng Vampire và những rồng Titan các bạn ạ. Và sau đó chắc là chúng ta sẽ đến với lại những rồng bình thường. Đấy, chúng ta sẽ kéo qua một lượt và kéo qua rất là nhiều luôn. Trời ơi, chúng ta lại quay trở lại thời điểm khởi đầu các bạn. Và dường như là bạn Kim Cận đang muốn nói một cái điều gì đó nhưng hiện tại là vẫn chưa nói lên lời các bạn ạ. Thì sau gọi là chúng ta có thời gian ta review và reaction về ui sắp mưa rồi. Về video gọi là lần đầu tiên sâu giọng và Kim Cận thì chúng ta sẽ biết được nhiều điều hơn nha các bạn. Ok, bạn ấy khoanh vòng vào những chú rồng quan trọng của chúng ta đấy. Rifle đấy, đúng rồi. Lust God chắc chắn sẽ khoanh. Đấy, Lust God khoanh vào. Rồi các bạn. Bây giờ thì tới chú rồng nào nữa đây? À, Light Titan. Light Titan. Trời ơi, hãy chọn giá đúng các bạn. Nãy giờ chúng ta gọi là chọn giá ra nhiều. Ôi, chú rồng gọi là dân chơi cũng được lên luôn. Trời ơi, chú rồng sư tử cuồng nộ vẫn còn nhớ luôn các bạn. Ôi, quá tuyệt vời. Bạn Kim Cẩn ta nhớ những chú rồng mà chúng ta đã từng giao tranh rất là nhiều và cống hiến rất là nhiều. Thì bạn ấy mới khoanh lại các bạn. Đó, Terraformer của chúng ta các bạn. Ui, trời mưa rồi. Không biết các bạn có nghe là tiếng mình rõ hay không. Nhưng chắc là mình sẽ đóng cái cửa sổ lại một xíu nha các bạn. Vì sẽ giúp chúng ta là cách âm tốt hơn. Đấy, chúng ta sẽ đóng cửa sổ lại nha. Ok, khi nãy mà mình đóng sớm thì chúng ta cũng sẽ là đỡ hơn rồi đấy. Rồi, ok. Mặc dù là như vậy, nhưng chúng ta đến với Kratos. Kratos các bạn, đúng vậy, Kratos đã được là khoanh tròn. Chính là những chú rồng chúng ta cần chú ý. Và đây chính là thủ lĩnh Clan 4. Sông Thủy, Sông Thủy, Sông Thủy dường như là vẫn chưa đóng góp nhiều. Hồ Rai các bạn ạ, chính là Hồ Rai. Và tiếp theo sẽ là ai đây? Có lẽ nào,
Có lẽ nào chưa có ai xuất hiện các bạn, chưa có ai xuất hiện thì sao mà có lẽ nào. Có lẽ nào chính là hai chú rồng đều được khoanh một lúc. Hai chú rồng đều được khoanh một lúc các bạn ạ. Quá là hãy chọn ra đúng. Trời ơi. Rồi và tiếp tục thì chúng ta vẫn còn nhiều chú rồng phía sau. Chú rồng bua. Chú rồng bua có khoanh không? Có khoanh chú rồng bua không? Chú rồng bua đã được khoanh, gọi là vì sự gánh tem của anh ấy các bạn. Super Sonic không thể nào là không khoanh được. Đúng vậy. Chúng ta đã có những chú rồng gọi là được khoanh khá là chi tiết, khá là phổ biến của mình nha các bạn. Trong cái thời điểm mà bạn Kim Cận chúng ta làm video thì dường như là bạn ấy đã đi đúng với trọng tâm rồi đấy. Chú rồng Element. Element của chúng ta không được khoanh chắc là vì khoảng thời gian xuất hiện vẫn chưa nhiều và vẫn chưa gọi là trải qua thời gian thí luyện nâng lên level 55 lập công, nếu không là sẽ được khoanh rồi đó. Ok, và tiếp tục về sau thì chúng ta đã thưa dần những chú rồng, chứng tỏ về sau chúng ta không có chú rồng nào gọi là ok đáp ứng để khoanh nữa. Như thế thì bạn ấy đã đi qua một vòng những chú rồng của mình và ghi chú lại những chú rồng nổi bật được khoanh tròn. Quá là một cái gọi là điều chúng ta đang khá là lời khen cho bạn ấy. Có một sự quan sát rất là ok các bạn. Bạn Kim Cận cũng là một trong những người mà thường xem video của mình. Có lẽ vì vậy nên bạn ấy cũng có một cái nhìn quan sát khá là tinh tế trong những cái pha như thế này các bạn. Rồi, mặc dù là chỉ ở trong vòng thoáng chốc là vào thăm rồi đi ra cũng không nói gì, nhưng mà những cái hành động cử chỉ của bạn Kim Cận đã cho chúng ta biết sự gọi là yêu mến của bạn Kim Cận dành cho gọi là kênh series của chúng ta rồi đó các bạn. Hành trình series ở trên kênh của chúng ta. Ok, như vậy thì mình cũng cảm thấy rất là vui rồi. Cảm ơn là bạn Kim Cận là chúng ta đã gọi là dành tặng video này cho mình. Rồi các bạn sẽ like cho bạn ấy nha. Về việc đăng ký thì mình cũng có đăng ký kênh rồi nha các bạn. Rồi chúng ta có thể là ủng hộ bạn Kim Cận để bạn ấy tiếp tục làm những video về Run City và có những cống hiến cho Run City nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại hòn đảo của mình. Ok, và chúng ta sẽ gọi là mở mắt cho chú rồng sông thủy nha các bạn. Sông thủy. Ui. Chú rồng sông thủy của chúng ta đâu đó chỉ cần khoảng tầm là 115 mảnh nữa thôi là chúng ta đã có thể là nâng lên level gọi là 3 sao rồi đó. Ok, ta sẽ lấy bằng 5 sụt, 5 chìa khóa nha. Ok, chúng ta không gặp cường địch các bạn thì có lẽ chúng ta vẫn sẽ chiến thuật cũ đi tới 55. Rồi sau đó đợt sau mình sẽ đi tới gọi là 100 thì chúng ta sẽ nâng cho chú rồng này lên 3 sao luôn. Có là không là đơn giản phải không nào các bạn. Ok, và chiến lực của chúng ta đã được tăng lên rất là nhiều sau gọi là sự kiện chúng ta cho ăn các bạn ạ. À, như các bạn có thể thấy hiện tại chúng ta đang có rất là nhiều chú rồng mạnh ở đây và chúng ta sẵn sàng là nghênh chiến bất kỳ lúc nào các bạn ạ. À, đây rồi đội hình của chúng ta sẽ được ra sân. Và bây giờ sẽ là cuộc đại chiến giữa hai bên. Bên kia không biết là có như thế nào. Bên kia là đang có mức rank là đồng 3 nha các bạn. Bên chúng ta có người có rank, có người không có rank, nhưng đa phần đều là những chú rồng legend. Có lẽ nào chúng ta sẽ đánh bại bên kia bằng những cái skill của mình. Không thể nào, bên kia cũng đang có một cái sức gọi là chống cự rất là mạnh các bạn. Đang liên tục là sử dụng ra những tuyệt chiêu, những cái chiêu thức trao đổi thi triển được tung ra quyền pháp ảo diệu, chi mạng liên tục. Và chúng ta cũng không thất thế các bạn. Hai bên đang giằng co, hai bên đang đánh nhau, cạp không chừa một cái mảnh vải nào các bạn. Tuy nhiên chúng ta là lấy lại lợi thế cho mình. Và chú rồng Detonation Comet đã thể hiện ra những cái tài năng và sức mạnh trong khi chúng ta đang có đầu bếp đỡ đòn. Đầu bếp chúng ta đã hạ gục chiếc xe sushi bo bên kia. Chỉ còn lại hai chú rồng là chú rồng bắp ngô sẽ bị nướng chín. Và bây giờ sẽ là một pha áp đảo đến từ bên chúng ta khi 2-1 không chột cũng què. Trận đấu của chúng ta đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau khi những cái đội hình chúng ta được gọi là chiêm nghiệm với bên kia, chúng ta sẵn sàng chiến đấu lại một lần nữa. Với đội hình như thế này, chúng ta sẵn sàng đánh với bên kia. Bên kia vẫn là ranh đồng 3 các bạn. Bên kia đã tung ra những pha đón gọi là đỡ đầu, nhưng chúng ta cũng không hề thất thế. Nào là những skill bóng tối đã được tung ra, chèn ép lên một chú rồng và chú rồng đó đã phải là đi bán muối các bạn ạ. Bây giờ lại là những cái đợt sóng thần. Bên kia thì không biết bóng tối đâu ra mà nhiều vậy. Ánh sáng bây giờ đã xuất hiện để mà xua tan bóng tối.
nhưng mà tia lửa bên kia đã khiến cho chúng ta phải thiệt thòi đi một thành viên. Còn lại 3 đánh 4, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, tình hình vẫn đang gọi là khá là căng thẳng các bạn. Liệu bên kia có lật ngược được tình thế, chúng ta có lật kèo được hay không? 2 đánh 3 tình huống vẫn chưa là khá hơn, nhưng đầu đó chúng ta có thể thấy là một sức mạnh chúng ta đã được tung ra. 1 cân 2 thì sao? Trời ơi, cân 2 đi nào. Không xong rồi các bạn à, chú sứa bạch tuộc chúng ta đang tỏ ra khá là ưu thế trước chú rồng bên kia. Với lượng máu chúng ta không còn nhiều và một skill nữa đã khiến chú rồng bạch tuộc chúng ta phải ra đi các bạn ạ. Bên kia lời một lượt đánh trước và cũng đã chiến thắng trong cái trận đấu thế này. Khá là đáng tiếc cho bên phe của chúng ta, nhưng bù lại chúng ta có khá là nhiều chú rồng được lên rank các bạn ạ. Một chú rồng bên kia sao? Chúng ta sử dụng là đội hình yếu nhất của chúng ta ra để mà đánh bại chú rồng bên kia các bạn. Và đó phải chăng là một sai lầm khi những chú rồng ta sử dụng skill farm bên rock nhưng vẫn không thể gây được quá nhiều sát thương cho một chú rồng level 32. Đầu đó chúng ta đã có sự góp mặt của thần núi. Thần núi chúng ta vẫn có thể là đánh bại được chú rồng bên kia nhờ sức mạnh đồng đội các bạn. Gọi là anh em tôi yếu nhưng mà anh em tôi đông. À, video của mình đến đây là mình sẽ lấy thêm một cái game đây, một K5. Hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.